Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã quay lại với video ngày hôm nay. Thì hai ngày vừa rồi mình khá là bận nên là chưa có kịp ra video nhiều cho tất cả mọi người cùng xem. Để mình tháo cái khẩu trang ra. Đây là tình hình dịch bệnh đó, nên là nhiều khi cũng cái khẩu trang này có khi là mắc 1,5 triệu nè mọi người. Nếu mà không đeo trong quá trình mình đi trên đường đó, mà mình không đeo đó, là bị chính quyền phạt. Nên là phải đeo, nên là giờ tháo ra để nói chuyện với mọi người một tí xíu. Chia sẻ về một chiếc xe trong cái vlog ngày hôm nay mình định giới thiệu cho tất cả mọi người biết. Hiện tại thì bây giờ đã là 5:30 nhưng mà trời khá là nắng mọi người thấy không? Rất là oi. Nên là chỉ có thể là một ngày mình ra video không kịp tại vì trời nó nóng quá. Buổi sáng thì không có quay kịp mà buổi chiều thì có khi nó mưa. Mà chiếc xe mà mình định nói với tất cả mọi người ngày hôm nay là một cái dòng Isuzu. Cũng hôm trước cũng có một người Anh ở đâu ở Bình Thuận hay đâu hỏi mình á. Thì hôm nay cửa hàng có về thêm lại được một chiếc. Nếu anh có xem video này thì cứ liên hệ trực tiếp. Giá thì khá là rẻ, có thể rẻ hơn so với dự kiến. Tại vì xe này về nó bị vỡ kính hết rồi, bể hết mấy cái dàn khung này rồi. Em bây giờ mời tất cả mọi người hãy cùng theo chân mình để mình quay sơ lược bên ngoài cho tất cả quý vị cùng xem. Ok, đây hiện tại phía trước mặt mọi người đang xem đây là một chiếc Isuzu TR633 trên nguyên bản. Nhìn cũng được thôi chứ không có dàn, không có bóng bẩy mấy. Thì những cái dòng xe Isuzu TR này á thì nó cũng khá chưa nó chỉ về Việt Nam, mình thấy số lượng nó cũng khá là ít nha mọi người. Cái năm sản xuất của nó là mấy cái dòng này nó từ năm 2000 đến 2002, 62,1 HP, 46,3 kW. Trọng lượng của nó thì con xe này thì nó 2 cầu, 40 kfd 2 cầu. Mình sẽ bây giờ nói sơ về cái thông số bên ngoài của nó. Trọng lượng của nó là 2 tấn 459 là mình cho 2 tấn 460 kg đi. Đó. Xe này về thì trong quá trình vận chuyển nó bị vỡ kính thì bây giờ mình làm xe trần luôn cho giá thành nó rẻ xuống để cho bà con mình dễ tiếp cận hơn. Đó. Đây, quay sơ lược cho tất cả mọi người xem nha, rõ về chiếc xe này nó sẽ như thế nào. Quay một vòng cho tất cả bà con mình cùng xem. Cả quý vị khán giả xem về một chiếc xe. Hôm trước giờ mình cứ xem cái xe này như là một cái xe thầy chùa, bốn cái bánh nó mòn mà mình không thể tưởng tượng được, mòn muốn bằng luôn cái kia rồi. Rồi bây giờ mình sẽ nói sơ qua về cái xe này đi. Thì cái thông số lốp trước của nó là 8324, vỏ trước mòn như đầu thầy chùa. Bà con mình, tất cả mọi người có ai khi mà mình mua thì nếu mà kéo hoặc lái thì mình sẽ thay vỏ này, thay bốn cái vỏ luôn. Thay bốn cái vỏ cho nó cái xe nó gai nó cao chứ để về đâu ai xài được đâu. Đó, vỏ trước nó là 8324. Thông số lốp sau là 12432. Cầu này 8 lỗ. Vành trục cốt sau nó là 8 lỗ nha mọi người. Tháo cái xe này, tháo kính hết ra, mọi người nhìn thấy nó buồn cười không? Không có kính không phải vì xe không có kính. Bơm giặt bơm rung kính vỡ mất rồi. Đây là cái phần cầu trước của nó. Thì cầu nó nhông Isuzu thì nó điểm đặc trưng của nó là cầu nhông chiền. Đây, nhông chiền. Đứng. Xe này á, cái màu này của nó là nguyên bản của nó là bên đó là nó đã sơn rồi nha mọi người. Nó đã sơn một cái màu đen rồi. Sơn một cái màu đen nè. Màu đen đen bóng, về nó bị trầy hết rồi nè. Cái bên đó thì nhìn nó cũng còn đẹp lắm. Nó sơn thì mình khỏi sơn, không có gì hết. Điều quan trọng là máy và số là nguyên zin.
Chứ xe là mình nói chung là mình chia sẻ trong quá trình vận chuyển thì nó trầy trấu hết này mọi người thấy không? Nó một chiếc xe Rin. Giờ nếu mà muốn đẹp là mình quất hết giá rồi luôn. Sơn mới lại. Đi một bộ tem mới lại cho nhìn cái xe nó bắt mắt. Đúng không? Nó trầy như nè, y như trầy như chó lát vậy nè. Mọi người thấy không? Thấy gớm không? Đó, Rin đó. Rin mọi người thấy đâu có đẹp đâu, bỏ tự nhiên bỏ ra một số tiền khá là lớn để mua một chiếc xe mà về mà nhìn thấy nó trầy thế này thấy đâu có ấy đâu, đâu có đẹp đâu. Còn nước sơn này mọi người, cái dàn lóc á thì bên đó người ta sơn rồi thì mình không nói, bởi vì nó sơn nó chảy tùm lum nè, nhìn thấy nó ghê không? Xe của mình mà mình còn thấy nó ghê nữa chứ đừng huống hồ chi là khách hàng mà bỏ tiền ra mua một chiếc xe về mà làm sao mà có thể dám nhìn được, dám nhìn cái xe của mình. Nói chung màu đen thì nó cũng dễ, khá là đơn giản so với mình. Màu đen thì nó cũng dễ làm lắm, không có gì khó. Cái dây chằn này nó có cái đặc biệt gì mà kéo ra nó tự thụt vào nè. Đây là cái phần đùi sau của nó, tem lắc nó có đầy đủ nè, còn nè mã số cái gì đó hai Isuki TR633 để mình đưa sát cái camera vào cho tất cả mọi người biết nè. TR633F thì tiếng Tây tiếng Tàu không mà mình không có, hồi xưa mình không có biết, không có học cái đó nên mình không có dịch được cho tất cả mọi người biết nha. Này dòng này nó có thêm hai cái cây ti dằn nè, để cho cái kiếm nó trong quá trình ấy nó chống nhảy. Nghe nói thì một số người mà xài cái xe này rồi á thì họ cũng khá là thích, tại vì nó chạy khá là nhanh mọi người. Tốc độ tối đa của nó là hôm mình có đo là được là 30 km/h, khá là nhanh đó. Đó, quay một vòng nói linh tinh liên thiên rồi, bây giờ cái lưới hông này ra cho tất cả mọi người biết. Mở ra, anh nào cũng sơn lại rồi, không có gì, quay trước rõ hết cho tất cả mọi người biết rồi. Nó xuống đây đó, dục nó xuống vậy luôn, quay cho bà con mình xem rõ máy về một chiếc máy Rin nó như thế nào. Rồi sau khi mà mình sẽ làm sơn cái dàn áo này lại, tẩy bỏ cái lớp sơn bên ngoài này đi, mình sẽ làm lại, rồi sau đó mình sẽ quay lại một cái clip nữa cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng thử coi là mình sẽ thay vỏ luôn, xem thử là nó khác biệt như thế nào sau khi qua bàn tay của các người thợ ở Việt Nam. Bên Nhật nó sơn còn thua mình sơn nữa, nói không phải nói chê hay khen chứ. Thùng dầu nó ở trước nè mọi người, cho mình được đầy cái thùng dầu luôn, khá là đẹp. Mở luôn cái lưới bên này ra đi, dễ gỡ lắm, giật cho nó ra. Ây da. Này mình sơn lại mình đi cái đó, vứt nó vô trong vựa cỏ vậy cho nhìn cho nó thấy không. Ây. Bây giờ ngày mai mình sẽ vệ sinh hết lại, thay nhớt nhau lọc dầu, bỏ hết cái dầu cũ này đi, châm dầu mới vào cho nó chạy. Rồi xe rửa vệ sinh rồi lại hết tất cả cho nó đẹp. Isuki 4 máy 62,1 HP này thì động cơ nó là 4 máy mọi người. Bốn máy nè, theo mình nghĩ thì 60 mấy HP thì piston của nó tầm đâu đó khoảng 90 mấy ly á. Trong này nó sơn máy Belkin UA 3.0 gì nè. Bên trong nè. Giờ nó nằm dài thì mình cũng khá khó. Belkin đó, nhiều người cứ nói như thế nào là xe sơn lại. Ở bên đó họ xài họ cũng sơn chứ không phải là mình về đây mình mới sơn. Còn xe nào đẹp mình chia sẻ đẹp à, xe nào sơn mình nói sơn, không có gì á. Mình không có quay video mình nói khá là chân thật, không nói xe nào đẹp là mình nói đẹp à, xe nào xấu rồi nói mà mọi người thấy không, nó xài nóng riết mà mấy cái cục cao su này nè dục luôn, cao su này nè nó bị teo hết luôn à, hư hết rồi, thay mấy cái cao su mới mà nè con nè dục luôn, ghét quá rồi, dục hết luôn. Hệ thống số cơ 8 tiếng 8 lồi,
chiều rồi mà quay video mình nói sàm sàm cho tất cả mọi người xem. Chạy 1301367. Cái số 2 này là cái số báo tô máy nha mọi người. 8 tiếng 8 lùi, đồng cấp, khá là nhanh. Chạy có hiển thị km/h luôn nè, tua xới nữa nè, 30 km/h. Nãy mình chạy hết số luôn, chạy hết ga luôn á. Mà hệ thống số chạy là nhanh chạm HML, thăng tay kéo lên, gài cầu điện, cạch cạch là vô cầu. Cái này không có gì e ngại hết, bao người xài luôn. BTO đây. Còn quên, nó có cái hay này nữa, bền điện luôn đó. Đó, bền điện, nhưng mà không vấn đề gì, thợ Việt Nam mình hay lắm, cái gì cũng sửa được hết á, sửa không được thì bỏ, đúng không? Nhưng mà bỏ là cửa hàng ta bỏ, chứ nếu mà bán về cho bà con mình xài mà bỏ thì nó quá là nhẫn tâm đi, không được, đúng không? Ta bỏ tiền ra người ta mua xe mà về xài không được sao ấy. Còn máy lạnh đâu, phà luôn mọi người nè, nghe gió dặn nè, phà luôn, nổ máy thử nha. Còn số thì còn số nổ không được, sao giờ hết nổ luôn rồi, mọi số tắt hết thử. Sao tự nhiên nó đề không được luôn rồi. Không biết bị gì nữa ta. Để mình tắt cái mình coi kiểm tra. Không biết là nó bị cái gì nữa. Ấy đề nó không có được. Ghét quá, đề trực tiếp luôn đi. Thì nó nổ cái là tính tiếp. Không nổ sao chạy về được. Buồn thì chứ. Nay ra quay cái xe đinh cho tất cả người xem thử coi thấy ớn cỡ nào. Chưa gì á. Bị gì ta? Bật chìa khóa là vấn đề được nha. Cho nó mở. Chưa gì cái bị cà giật rồi. Không có đề được. Quất trực tiếp luôn. Tiếp cũng được luôn. Bị có mỗi cái cầu chì không mà giờ phải đợi đem cái cầu chì này xuống. Thì mình chạy đi vào cái khu vắng này mình thử xe cho tất cả mọi người xem nữa. Đến là bây giờ chưa có đề nổ được. Nổ cái thử lại hết cho tất cả mọi người xem mà mai đưa nó em vào nó vào phẫu thuật thẩm mỹ. Chiều rồi. Biết xuống đây ôi xa buồn quá. Tốt mà hồi hộp với lại cái xe này á. Chạy lớp luôn cái kính ra luôn nè, coi nè. đúng là đồ cũ nó không có được như xe mới. Người thấy không? Cái khó đâu phải sung sướng gì đâu. Một chiếc xe mà để cho nó hoàn thiện, cho nó nghiêm chỉnh hết là phải kiểm tra kỹ trước khi đưa em nó vào sơn sửa, rửa, vệ sinh. Và trước khi bàn giao tới tay khách hàng thì nó phải được kiểm tra hoàn thiện nhất. Tại vì đa phần á là nó phải có một cái lỗi nhỏ nào đó thì họ mới thải ra để về đến tay người tiêu dùng Việt Nam mình, chứ không tự nhiên xe ngon người ta không bao giờ bỏ đâu. Bản thân mình cũng vậy chứ, làm sao một sản phẩm ngon tốt mà mình lại bán giá rẻ được, đúng không? Rẻ thì nó sẽ không có khi nào nó ngon hết á. Đa phần là nó dở, nó không tốt, người ta mới bán rẻ thôi. Còn chẳng ai mà đồ ngon mà đi bán rẻ cho người hết. Nên mọi người lưu ý là khi mua đồ cũ á, không ai tự nhiên bán rẻ không mấy chục triệu đâu, mà phải xem xét cân đo đong đếm thật là kỹ trước khi chọn một sản phẩm nào đó đúng với chất lượng, với cái số tiền mình bỏ ra nó không bị lầm. Mọi người mua lầm chứ bán không có lầm đâu. Nên là trong video này mình cũng nói luôn,
chia sẻ luôn cho tất cả mọi người biết là như vậy, để mọi người khỏi thắc mắc, gọi hỏi nhiều không, sao xe này sao giá cao, đợt trước nó rẻ, chỗ kia nó bán rẻ, chỗ này bán mắc hay gì đó, chỗ nào rẻ mọi người cứ lại đó mua, tiền vẫn còn của mọi người, không ai ép mọi người phải bắt buộc mọi người phải mua ở chỗ mình hết, đâu ai bắt buộc đâu, cảm thấy giá nó hợp lý thì mình mua, còn không hợp lý thì thôi chia tay nét. Chiều thì mình rảnh mình nói linh tinh liên thiên với mọi người tí xíu thôi, chứ còn thật ra nếu mà trong lúc thời gian mình bận hoặc thời gian mình làm việc á, mình tay chân nó dơ, mình cũng rất là ngại nghe điện thoại hoặc là tư vấn được cho tất cả mọi người biết cái sản phẩm nào nó phù hợp với mọi người. Bây giờ mình chỉ có quay lên cho tất cả mọi người xem thôi, nếu mọi người xem nó hợp ý vừa túi tiền của mình á thì mọi người gọi, mọi người nói cái xe đó, chứ giờ mọi người gọi đến mọi người hỏi là anh ơi có xe này xe kia không, mình từ chối luôn, mình có khi mình tắt máy luôn, mình không có nghe đâu, mình không có thời gian để nghe hoặc không có thời gian để giải thích là sao cái xe này nó có bằng cái xe kia hay là như thế nào đó, mình không có thể nào tư vấn cho tất cả mọi người biết được. Mọi người cứ cân nhắc, một cái xe 80 ngựa với một xe 90 ngựa thì cái xe 90 ngựa nó phải hơn cái xe 80 ngựa rồi, tại sao lại đi hỏi nó, cái nhiều cái vấn đề nó ngược ngạo quá, mình không có thể nào mà trả lời cho tất cả mọi người biết được. Đó, cũng như cái con Isuzu này, bây giờ trên nguyên bản như thế này, chưa thay vỏ, chưa sơn dọn gì thì có thể bán giá nó khoảng trăm mấy chục triệu à. Còn khi mà làm chi phí đổ vào thay bốn cái vỏ sơn dặm rồi lại thay ắc quy nhớt nhau đồ mới hết thì nó phải hơn lên thêm mấy chục triệu tiền chi phí bằng chi phí mình làm nữa, chứ đâu phải như muốn đẹp mà nó không tốn tiền làm sao mà có, muốn ngon mà muốn có ăn mà không muốn làm thì làm sao mà được rồi đó. Để bỏ cho thử coi được không. Đây, mới kiểm tra thử là nó đứt hai tới hai cái cầu chì luôn. Vừa thay hai cái cầu chì vào thôi để xem nó có nổ. Cũng không nổ luôn. Biết bị gì nữa. Đây. Trời bây giờ là 6 giờ rồi, thấy bầu trời không? Trả lời em đó thêm một lần nữa. Cho tất cả mọi người biết, bật hết đèn lên đi. Hồi nãy có cái này không mà nó không nổ nữa nè. Tắt mở BTO này mà nếu mà dướng là nó cũng nổ nữa. Thôi giờ đề lên là nó nổ nè. Bật máy lạnh lên luôn. Thôi xe không có, xe không có, không có cửa nhưng mà có máy lạnh. Đó. Kiểm tra thì thấy điện đèn còi phía trước ưu tiên đồ thì bên kia nó bị mắc một cái RMI rồi đúng không? Bên này nó sáng. Tiếp theo tới phía sau rồi mới đèn đầu mi trên cũng bị mất, hai cái đèn trên thì còn khá đẹp mọi người. Này nhìn cái phong cảnh này, đám mây bên trên kia nhìn đẹp không, máy thì nổ khá là ngon rồi em, không khó gì luôn. Coi thử coi cái dàn hơi của nó nè, dặn ra hả ta. Ồ, rồi hơi nó nè, không có luôn à. Rõ. Trên đây nó để Isuzu vậy nè. Máy lạnh mát lắm rồi. Máy lạnh mát à, mát lạnh luôn. Mà rất tiếc là không có cửa. Có một giờ làm cửa thì thời gian nó mất thời gian nữa. Nhưng mà với lại là sau khi mình làm cửa thì chi phí nó lên. Tua máy rồi kim luôn á. Để mình chạy thử coi nha. Km mình đang đo được là 20, 23 vậy đó. Thôi quay về đây. Chiều rồi. Qua số 4. Số 4 nó còn nhanh hơn nữa nè mọi người. Ngã tư á. Ngã tư mà chạy quá thì
nhiều người ta chửi chứ. Tốc độ chạy nó có đo 16, 17 nè. Nếu mà nhanh hơn thì nó cứ tăng lên, đo rõ ràng hết luôn. Chết. Đeo cái, khẩu trang vô á. Đeo khẩu trang vô để nó phạt 1,5 triệu nữa. Tự nhiên đi quay clip cho mọi người xem chưa được gì hết, mất hết 1,5 triệu nữa. 1,5 triệu. Được rồi, đi về thôi. Bao nhiêu phần trăm đó, mấy cái này uống rơm đồ nó cũng khá là nhanh đó mọi người, vì tốc độ nó chạy nhanh à. Đây quên nói cho tất cả người biết thêm một cái này nữa, thắng lết bánh luôn. Đi nghe tin mọi người nè, đây dặn cầu lên nè. Này nó báo nè, thấy không, cầu nè, đó cầu đây nè, đó thấy không, màn hình cơ luôn chứ phải nè, dầu gần hết rồi. Bây giờ mình sẽ tắt cái này, VTO thì nó nằm đây. Rồi chạy về. Rồi, vậy tay lái ngay lại. Ngon hết số luôn. Tắt hết đèn, hết tất cả hệ thống. Gạt nước rồi còn đầy đủ luôn. Cũng khá là sành điệu chứ. Đèn không còn thôi, cửa sổ trời hay gì nữa nè. Rồi bây giờ mình đã về được tới nhà. Hiện tại bãi đang có khá là nhiều xe. Ông mà mình hẹn gặp mọi người vào sáng ngày mai đi. Ngày mai là thứ bảy rồi,
ngày mai thì mình sẽ làm một cái vlog tổng hợp để cho tất cả mọi người biết và báo giá từng loại xe cho tất cả mọi người tham khảo. Nếu mọi người có ưng cái loại máy nào á thì cứ nhắc máy lên, alo liên hệ trực tiếp với cửa hàng, sẽ có người vận chuyển tới nhà cho tất cả mọi người luôn, trong cái mùa dịch này không đi lại được, đúng không? Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem video này. Nếu tất cả mọi người thấy video này hay thì hãy đừng quên like và subscribe để ủng hộ cho mình, để mình ra nhiều clip hơn nữa, chứ mình không có được gì đâu. Mình không có lấy tiền của tất cả mọi người xem đâu, nên là mọi người cứ yên tâm. Và đừng quên theo dõi những video mới nhất để cập nhật tất cả các loại xe mới nhất mà bên cửa hàng cung cấp nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.